Cho tôi hỏi lúa bị bệnh đạo ôn, nguyên nhân là gì và cách khắc phục như thế nào? Vâng thưa bác Thành, câu hỏi của bác đã được tiến sĩ Tống Khiêm tư vấn như sau. Đạo ôn là bệnh rất là phổ biến ở trong cái vụ xuân. Đấy, bây giờ đang vụ mùa rồi. Thế nhưng mà nhiều năm gần đây thì nó phát triển quanh năm. Đấy, nó phát triển là cả vụ xuân lẫn vụ mùa. Đấy, cho nên là đấy là do là nấm nó gây hại. Đấy, nguyên nhân là gì? Đó, nguyên nhân là do là nấm đó, và thuận lợi về thời tiết, ví dụ độ ẩm rồi nhiệt độ cao và đặc biệt là chăm sóc kém. Đấy, có thể là ruộng lúa là thiếu phân rồi. Đấy, có khi không phải là thiếu phân đạm nhưng thiếu lân kali, đặc biệt là vi lượng phải có trong phân chuồng hay mục. Đấy, cho nên là những cái trường hợp đấy là hay bị hơn là gọi là bón phân đầy đủ. Đấy, thế bây giờ trừ cái bệnh này thì nếu mà đã bị rồi không trừ được. Đấy, nó không khỏi. Đấy, thế nhưng mà nó chớm hoặc nó chưa bị thì mình phun. Đây, bác chỉ cần hai cái này bác phun đã tốt lắm rồi. Đó, nhắc lại Fujian hoặc là Pim. Đấy, thì đây là những cái thuốc đặc trị cho cái bệnh nó gọi là bệnh là đạo ôn do nấm gây hại. Nhưng tôi phải nhắc, đã bị là không khỏi. Đấy, nó chỉ dừng thế thôi là tốt rồi. Thế còn thì nên phun phòng, nhất là trước chỗ và sau chỗ 7 đến 10 ngày. Đấy, bác nhớ phun phòng. Nếu nó bị cổ bông thì coi như là có thể nói lép 100% nếu mà nặng, còn không thì phải 30-40%. Nhưng giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm, mình chịu chứ. Đúng như đánh bạc, là vì làm sao? Đấy, nhưng vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luống cuống không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6h10 phút hàng ngày, phát lại vào 14h15, 21h40 trên 3N VTC16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây bí đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn, giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145, luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam. Đam mê muốn chăn nuôi để góp phần đưa ra thị trường một cái nguồn thực phẩm nó đảm bảo cho sức khỏe con người. Chăn nuôi để giúp người dân, những người có thu nhập thấp có thể tiếp cận được những thực phẩm sạch. Chắc chắn tất cả các sản phẩm được sản xuất ra từ khởi nghiệp sẽ là sản phẩm sạch. Từ khi bắt đầu kế hoạch sản xuất, nhìn cái cơ sở chăn nuôi nó quá sộc sạch. Đi vào đến cái khu trang trại này là rất khó khăn. Muốn nuôi cá thì không có vịt ở đây. Khi nhập giống, bám bên này ra, đừng có bám bên đấy là lật xe đấy. Thầy vất quá thầy ạ. Này mà không tâm huyết, bỏ chương trình mất. Cái này là cái sai lầm cơ bản của nông dân. Cứ nghĩ vườn tốt, cây tốt, chọn cái đó làm giống là sai lầm. Trong suốt quá trình sản xuất, vườn này năm ngoái là thiệu cá lê này. Cắt là phải chọn vào những cái ngày nắng ráo như thế này, chứ còn những ngày mưa tuyệt đối không được cắt tỉa. Đến khi thu hoạch sản phẩm, chương trình không đem tiền mặt cho anh, nhưng để cho anh làm được ra tiền.
2.000 con gà này thì anh chị lấy được 46 triệu. Xin chúc mừng anh chị. Chào chúc mừng nha. Khởi nghiệp, chương trình truyền hình thực tế, thiết thực và hấp dẫn với nhiều tình huống bất ngờ. 2,5 cân trở lên còn 4 cân tôi bán ra khác chứ làm gì có chuyện. Trong chỗ này con nào ấy chân anh bỏ ra tôi trừ tiền ông, còn lớn như không què chân không lở rốn không bắt. Để tham gia chương trình khởi nghiệp, bà con gửi hồ sơ về địa chỉ Ban tổ chức chương trình khởi nghiệp kênh VTC16, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hồ sơ gồm đơn xin tham gia chương trình, trong đó nêu rõ kế hoạch sản xuất, gồm diện tích, số vốn, mô hình dự định triển khai, sơ yếu lý lịch có dấu của địa phương, hai ảnh 4x6, một bảng photo chứng minh nhân dân. Khởi nghiệp 21 giờ 10 phút các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 trên 3N VTC16. VTC16, khởi nghiệp cùng nông dân.